Alright, finally. Nãy lâu lâu thế. Trời trong ngân hàng làm việc lâu lâu kinh khủng luôn á. Nhưng bây giờ sao rồi? Ở phòng kia được không? Được, công an đang đuổi đây. À. Ủa chiều nay về à? Vâng, đi về đi nào. Chiều nay về à? Doraemon. Cháu bị bẩn rét rồi nè. À thế à? À, tính nói ra gặp chú phải đã, ra gặp một cái bé ở cái bệnh viện Việt Đức á, ra cùng chú đi. Vâng. Nhá. Rồi mình kêu cái xe. Chú kêu xe Grab nha. Chú nào cho rửa chân nha. Về lấy mua hộp sữa cho nó luôn ạ. À chúc nó mua hộp sữa nha. Gì Trương làm gì bẩn? Đạp vào cước chó à? Bùng à? Ghê ta. Chú chú đặt cái xe nhá. Thì bé này nó cũng chờ mình lâu. Không biết bé này nó còn chờ hay không, hay nó về rồi nữa. Chờ gần tiếng rồi. Alright, we just booked the Grab to go to the hospital. Số 83. À nè. Thấy rồi. Mang cái khẩu trang. Xe đẹp hết. Chào nhé. Cháu ngồi trước nè. Rồi. Chào anh. A few moments later. Alright, we're on the way to meet Nguyệt. Bé này tên Nguyệt. Anh Nguyệt. Just on the way to meet Nguyệt and give her the rest of the donations. Lately, she hasn't. I think she's been too weak because I arranged to meet her. We arranged to meet around 2 days after the first part of the donation, and then she pulled out saying, can we reschedule because I'm feeling too weak. So it's been about 2 weeks. She must be feeling better because she, you know, she decided to come out and meet us today. So I've kept her waiting for like nearly an hour because I was at the bank and it took ages. Nãy xuống ngân hàng nó lâu lắm, tới hơn một tiếng à. Vì vậy Nguyệt nãy giờ nó đang chờ chú à. Thì chú tưởng là vào thường làm 5-10 phút là xong rồi. Giờ chẳng biết sao mà nó lâu thế. Thì giờ nãy giờ Nguyệt này nó đang đứng chờ mình á. Mà nó cũng yếu ớt à. Nó rất là yếu ớt. Đây, hôm nay nó mới chạy thận. Cháu bảo này. Anh ơi, gửi cho em trước tiền nhé. Tại vì nó đi đường này là nó, okay. Nó là đường cấm thì tí nữa mở bên phải giúp em. Ok, anh gửi. Thôi 10.000 cũng được em. À, thôi nhá. Tí khi nào em bảo thì mày lên đây. Nhanh đi, nó về muộn đấy. Xe tốn lọn phải đi. Kịp mà. I think Châu An is going home today. Hôm nay là Châu An về Hòa Bình à? Vâng. Ok, thì chút nữa gặp bé này xong mình về. Tối cháu về cũng được mà. Tối làm đâu? Gì có xe. Không có xe mà sao không nợ cháu lại về được. Yeah. Đứng ở ngoài chờ được không? Không. Nó đang đứng ở cổng. Chờ. Ừ, xuống đây cũng được. Nha, xuống đây xong đi bộ luôn. Alright, we are gonna meet Nguyệt. Ok. Đi đó. Cổng chính đấy. Đây chính. Cổng chính.
but she's bad for a week. She's been standing here for yonks, and she's been waiting outside. Cổng chính á, cháu ở đâu? Ok. Cháu ra nhé. Ở đây đang. Oh, this is the first crossover event. Cởi khẩu trang cũng được. Chú cũng tò mò. Cháu gặp với Nguyệt như thế nào? Kiểu như là hai nhân vật gặp nhau á. This will be interesting. Cháu Nguyệt. Cháu An. Hay mình đi quán nào? Để ngồi. Ok. Chờ lâu lắm. Không. Quán cũ rồi. Alright, we're gonna try to find a cafe. And yeah, thanks to all the donors, man. It's been a long time coming, but we're finally gonna get it done. Đi làm là làm này là Châu Anh nè, em đi cùng cái này à. Lấy đâu thấy đấy, không thấy à. Cởi đi, cởi đi. Chúc chúc nước xin. Thôi đi rồi. Ở đâu hả? Ngại cởi khẩu trang à? Không hả? Lúc nãy rồi nha, chẳng hạn mình không bị ở ngoài đám cảnh sát thì lâu ra. À, thế à? Không biết mình ngồi ở đâu ta? Thì nhà ngồi đi, không nhà rộng. Ngồi đây. Quốc ở sau. Quốc ở sau. Thế thì cháu ngồi đây. À, bé, ngồi đây. Ủa, uống gì kêu ngồi? Mẹ uống gì? Có... sinh tố bơ. Cá. Hả? Cá. À, một ly sinh tố bơ với... mẹ. Nước lọc. Với hai cái nước lọc. Để chị uống. Nước dừa. Nãy trời, chú ý hết, tiếng hồ.
Con cảm như này, bên này làm việc rất là chậm. Ơ chậm sao? Chả bảo này. Thế ở ngân hàng đấy nhiều khách lắm ạ chú? Hôm nay thì nhiều, thường thì cũng nhiều. Dạ, rất vui, nồng nồng. Mà mấy này là sức khỏe của Nguyệt như thế nào? Để nên cháu tụt cân Sụt cân. Anh Nguyệt đang chạy thận nữa. Cháu biết mà. Cháu biết, gì cũng biết à? Cháu xem thì cờ lý này cháu biết liền. Hôm nay nghiêm thế, dấu động thì lạ, sợ tí gì mà chú. Bình thường thấy cười cười. Cháu Huệ, bạn sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2001. Chuyện cái nhìn người ta cái nói chuyện người 210 cha mẹ người thì như thế nào rồi? Việc lại thì vẫn chưa ổn, vẫn còn đấy á, còn kiểu giãn cách nên là chưa đi làm đều được. Quay con thức xem rồi. Chị to lắm. Vậy thì sức khỏe thì yếu lắm, chị chạy thận á. Cháu biết mà. Chạy 3 lần. Hả? Mỗi tuần thấy Nguyệt cứ chạy thận 3 lần là thấy khổ, thấy vất vả không? Thấy thương không? Đâu phải là mỗi người có sức khỏe như Châu Anh đâu. Chào. Chạy tung tăng. Nãy Nguyệt chờ cũng rất là lâu á. Châu Anh chờ thì không sao, thì có sức khỏe trẻ con. Mà Nguyệt chờ thì mệt lắm. Để chút nữa phải đi xe buýt về nè. Tới 2 tiếng hồ mới về. Vâng. Về Phú Xuyên. Về đâu? Phú Xuyên. Mà mỗi tuần phải đi xe buýt như vậy 3 lần á, thì sức khỏe làm gì còn lại. Người khỏe người ta đi xe buýt như thế ta cũng thấy mệt mỏi á, nhưng mà phải chạy thận mà đi như thế này thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe, thì thấy ốm không? Đó. Thấy ốm thì, nhưng mà Nguyệt sao không có chuyển vào gần hơn bệnh viện, kiếm cái chỗ nào ở gần đây để cho em à, chứ không có kiếm người khác để cho em được. Như là nó đi học đấy, nhưng mà đang bị dịch nên là không đi học, còn ở nhà. Chứ đi ngoài như vậy cái sức khỏe thì nó sẽ dần dần nó xuống đi à. Biết là thế rồi nhưng mà cũng không làm gì khác cả. Người sao rồi? Thì chú hy vọng là cháu chuyển vào chỗ nào gần hơn như nãy. Ơ mà hình như là học sinh sắp đi học trở lại rồi chú. Do sao? Ở Hà Nội hình như sắp đi học trở lại hay sao ấy. À, Nguyệt sắp đi lại, đi học lại. Cháu đi học đâu ạ? À, cháu không đi học rồi. Mẹ nó bảo là học sinh ở Hà Nội sắp đi học trở lại. À, nhưng mà cháu thì bỏ học rồi. Mơ cháu nghỉ đâu rồi? Nghỉ từ lúc nào? Từ năm 2011 mà. 2011? Sao? 10 năm rồi. Ừ. Học chứ cháu học. Năm ạ?
lớp 5. À, chỗ ấy cũng được rồi. Đây con này à, mình đang học lớp 4. Cháu lại không nghĩ thế đâu chú ơi. Mới về đi tìm trường thi nên mà đi đi. Có nhiều hàng này. Chào cho cháu nha. Okay guys, so this is the second part of the donation to Bangwick. We got the donors Fong Wing, Andrew Dilk, Robert Thompson, Don Win, Han Wing, William Box, Daniel Gadsby, Lu Hitan, Nicholas Harris, Robert Grills, Joseph Fritz and David Conley. All with the amounts there. Thì lúc trước thì lúc trước chú gửi cho Bán Nguyệt là 17 triệu rưỡi rồi, thì cái phần còn lại 17 triệu rưỡi nữa thì chú gửi hôm nay thì cháu nhận xong cháu đếm lại để xem cho nó đủ cho họ thấy. Đây là tên là chúng ta nhắc mình không còn. Còn thôi câu lạc vào cái gì nữa thế. Tôi phải đối chiến. Chúng ta đi. 17 triệu rưỡi. Ok, thì Nguyễn có gì nói nhà tài trợ đó. Cảm ơn nhà tài trợ đã hỗ trợ cho cháu trong thời gian khó khăn này. Ok, thì bây giờ chú cũng không có giữ Nguyệt lâu nhá. Thì cũng biết là nãy giờ cũng chờ lâu á, thì chắc cũng mệt muốn đi về phòng sớm. Thì chú tạm ngừng đây á, cho mấy Nguyệt về trước. Có gì mốt có dịp thì gặp lại nhá. Thì nhớ giữ kỹ á, lúc trước nhớ để trong cái túi xong quăng sau lưng á, thấy nguy hiểm lắm. Quăng cái cảm mắt luôn à chú. Thôi thì giờ cháu về trước. Cháu cảm ơn chú nhé. Cháu về đây. Em nhà chị. Chúc bye bye. Cháu sức khỏe nhé. Vâng ạ. Để sức khỏe. Cảm ơn mấy nhé. Chắc cho cháu. Chào cháu nhé. Ok, so Nguyệt is going home. Không dễ dễ lại để chúng ta đi đến em cũng vậy là đây hoặc là đi chơi hoặc là đi chơi sao đầu tiên gặp mà Nguyệt thấy như thế nào đúng không thấy sao thấy người ta khổ không? Chú uống nước đi. Công nhận chị Nguyệt xinh ghê. Xinh gái lắm hả? Mà nếu khỏe còn càng xinh gái nè, tị hơi ốm á, cái mặt xíu hơi xinh khỏe á, cái tay thì giống con trai thôi vậy, tại vì nó có toàn xương. Mà người ốm trung hình ăn ảnh bây giờ bấm rồi bố mẹ mình đi hỏi về chơi luôn anh nhỉ. Gà luôn rồi gà đó.
mấy ngày chú dây gì không? Chú quan tâm về cháu, chú có thể trợ nhiều cho cháu. Vâng ạ. Thế thì nhanh thì lên chú xong rồi đi hỏi một tí, xong rồi đi chụp hồ bà nhà. Chú đó gửi tiền cho chú thì nói là lo cho anh ấy, thì chú mới có tiền để đưa cháu cho con cháu. Thì nếu chỉ là chú thì chú cho cháu là tầm mấy chục nghìn này. Chú cho mấy chục nghìn này, chứ không biết cho nhiều. Chú dây thì không, chú dây thì không vừa thương cháu mà vừa có lòng tốt cũng ủng hộ cháu ấy. Thấy cháu còn có bà con nhiều á, để mang ơn cho chú đấy. Chú đó là hình như là người Lào hay gì á, người Lào hay người Trung á, chú cũng chưa biết, nhưng mà thấy tên dây Dion nghe như là người Lào hay gì, còn người Trung cũng chẳng biết. Mà chú đấy là tốt bụng nhất, người đối xử với cháu là tốt nhất. Đó, bữa cháu phận người Trung á, giờ thấy sao? Dạ. Sai không? Bữa nói là phù người Việt Hoa, giờ thấy mình sai không? Ơ cháu có bảo đấy đâu. Tại cháu chưa đọc kỹ lịch sử. Thì chiều nay về. Tối nay về. Về. Này khó tính nè. Dạ. Này khó tính nè. Chắc do là với phần chú xây dựng hay dư. Chú hỏi mẹ cháu ấy. Thì gửi 1 triệu đi. Hay hơn. Okay, so we're bleeding out the leading out the Zay Zeong fund. So here's another million from Zay Zeong. Một triệu từ chú Zay Zeong. Chào cảm ơn ạ. Cảm ơn chú Zay Zeong. Chào cảm ơn chú Zay Zeong ạ. Thế thì mẹ mai cháu về hôm nay. Và thầy cháu hôm today, tonight. Thì tạm biệt, mốt gặp lại. Lúc nào gặp cháu cũng thấy vui á, nhưng mà hơi vất vả. Đi với mẹ với cháu thì hơi vất vả nhưng mà vui á. Là sao? Vất vả là hai người cũng như là trăm lượng nhiều á. Là sao? Tức là hai người hay gây ra sự bất ổn á. Nhưng cháu thì giựt cái đồ của mẹ hay là giựt tóc mẹ vân á. Leaves paying for the drinks. Expensive drinks too. It's like 100k. Mà chú cũng nói là chỉ trong toàn mấy cái nhân vật là chỉ mẹ. Hả? Mà bữa ấy. Trong toàn cái nhân vật. Trong toàn nhân vật là chỉ là mẹ cháu hay là bò nước cho chú. Hả? Những cái nhân vật kia là không ai trả tiền. Chắc đúng không? Ừ. Nhưng mà chú trả lại đi. Khỏi cần đi chú ơi. Khỏi cần đi mà. Thôi cứ nhận đi. Cảm ơn. Trả chú mời thì chú phải trả chứ. Hả? Chú đúng mời không? Nào? Nãy chú mời vào đây chứ cháu được tự dưng vào đây không, đúng không? Chưa chắc. Cháu đến chị chú ở đây rồi. Nhưng mà theo cái văn hóa Việt Nam, ai mời người đấy trả, đúng không? Đúng. Đi không? Chú biết chưa? Thôi thì giờ mẹ con về. Chào bạn, về cơ mà. Về tối á. Thế giờ muốn gì nữa mà ăn gì đó. Hôm nay phải mua sữa này. Sáng gì? Đây này, hôm nay mua sữa để sáng ra. Ý vậy chị.
bột đúng không? Bột sữa. Bột đấy. Bột sữa cho chị Linh uống à? Hay là ai? Cho nó. À, cho ăn uống. Chị Giảng cũng phải uống một. Cho ăn uống. Uống đi cho cháu không biết bé.